đưa ra cho các đội thi lần này là tìm ra nguyên nhân chậm đà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một quãng đường với một gian nan thử thách, vì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng chân dung của đội Vô Địch. Và xin được mời quý vị cùng theo dõi quá trình của đội đầu tiên về đích như thế nào nhé. Các đồng chí bình tĩnh, sóng càng to, gió càng lớn là thử thách mà ban tổ chức đưa ra cho các con thuyền muốn về đích đều phải trải qua. Có vẻ thuyền họ đang gặp sự cố và không biết họ có thể vượt qua những con sóng dữ và về đích an toàn được hay không. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Thuyền trưởng xin lệnh hạ bớt buồm để đảm bảo an toàn, không được hạ thêm cánh buồm mà phải thêm một cánh buồm. Thuyền trưởng ơi, xin mời thu hồi lại, có sợ thuyền của chúng ta. Không được, tất cả chú ý. Vậy là cuối cùng họ đã quyết định vươn cánh buồm thứ tư và không biết họ có thể vượt qua những cơn sóng dữ và về đích hay không. Xin được mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi. Và kính thưa quý vị, cuối cùng thì con thuyền của họ cũng đã vượt qua những cơn sóng dữ và về đích an toàn. Xin được chúc mừng. Thưa thuyền trưởng, khi nãy tôi thấy con thuyền đang trồng trành lắc lư, tại sao thuyền trưởng không ra lệnh hạ bớt cánh buồm mà lại làm ngược lại? Muốn đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh có một yếu tố cũng rất quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế văn hóa xã hội cùng phát triển. Yếu tố gì? Thuyền trưởng có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không? Ồ, tất nhiên là được chứ. Quá hay, nhưng trước tiên xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với những cánh buồm của đội Vô Địch. Chính trị tư tưởng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chính trị tư tưởng là yếu tố then chốt, là nhân tố hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tạo niềm tin cũng như tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất nước. Chính xác. Kinh tế. Vâng, kinh tế là yếu tố trọng tâm, là yếu tố hàng đầu. Kinh tế phát triển sẽ kéo theo các lĩnh vực khác cùng phát triển. Quá đúng. Văn hóa xã hội. Vâng, văn hóa xã hội là yếu tố nền tảng. Văn hóa xã hội phát triển ổn định chính là thể hiện biểu tượng của một quốc gia phát triển ổn định. Chính xác. Quốc phòng an ninh. Quốc phòng an ninh cũng là một yếu tố trọng yếu thường xuyên. Quốc phòng an ninh là biểu tượng cho sức mạnh của quốc gia. Vậy điều gì ở cánh buồm thứ tư mà đã giúp cho con thuyền của thuyền trưởng vượt qua những con sóng dữ và về đích an toàn? Thuyền trưởng có thể chia sẻ với tôi biết được không? Ồ, tất nhiên là được rồi. Và đó chính là dân vận khéo. Muốn nền kinh tế phát triển thì công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Dân vận khéo là một nội dung cần được quan tâm ưu tiên trong hoạt động của các cấp các ngành để đưa con thuyền đất nước vững tin hội nhập cùng thế giới. Nên nhớ rằng thực hiện tốt công tác dân vận là điều kiện quan trọng hàng đầu thể hiện sự lãnh đạo thành công của Đảng. Thực hiện được khát vọng dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Và kính thưa toàn thể quý vị, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của công tác dân vận, trong thời gian qua, thị xã Trân Thành đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta cho mọi người biết mình đến từ đâu. Về Trân Thành qua cánh rừng cao su, ngút ngát là cây xe xa đến chân trời, qua cấm cô chào những dòng nhiều trăng, ngày sống đôi đời nuôi khát vọng tương lai. Về Trân Thành qua khu đô thị mới, phố xa rộn ràng đường phố thanh thang, Trân Thành quê tôi thời công nghiệp hóa, nhà máy xi nghiệp luôn đắm lòng ngày đêm. Trân Thành hôm nay có cánh đơn thờ những quê hương, từng ngày đôi mới chúc sức chung lòng bàn tay khối ông xây dựng Trân Thành phát triển. Thị xã Trân Thành nằm ở phía tây nam của tỉnh Bình Phước, gồm có 9 xã phường và là địa phương trung tâm công nghiệp của tỉnh Bình Phước. Hiện nay, thị xã Trân Thành có 5 khu công nghiệp, dịch vụ đô thị đã thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút cũng như tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn người lao động trong và ngoài địa phương. Với sự đoàn kết, quyết tâm và năng động,
của những người con Trơn Thành cùng với sự đồng hành của các nhà đầu tư doanh nghiệp, thị xã Trơn Thành sẽ xứng tầm là đô thị năng động, sinh thái, thông minh. Thị xã Trơn Thành xin hân hoan chào đón toàn thể các bạn đến với chúng tôi. Tôi, Nguyễn Thanh Bình, đại diện đến từ khối đảng, có chức năng tham mưu cho đảng bộ, lãnh đạo toàn diện về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức kiểm tra giám sát công tác dân vận và các nhiệm vụ khác của đảng. Tôi, Nguyễn Thị Bích Sơn, đến từ khối mặt trận đoàn thể, là khối đại diện cho sức mạnh tập hợp quần chúng nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên và hội viên. Tôi, Nguyễn Văn Diễn, đến từ khối kinh tế, có chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tôi, Tạ Thị Thanh Thúy, đến từ khối văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác dân vận, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn hóa xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội. Tôi, Nguyễn Chí Dũng, là đại diện đến từ khối lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc phòng, thực hiện công tác tuyển quân và vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện theo đề án 06 của chính phủ. Tôi, Đinh Thị Mỹ Hạnh, đến từ khối nội chính, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác nội chính, bảo vệ đảng, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo. Và đến với hội thi dân vận khéo tỉnh Bình Phước năm 2023 với mục tiêu dân giàu nước mạnh, đội chúng tôi mang đến hội thi với thông điệp dễ chấp nhận không dân cũng chịu, khó khăn lắm dân liệu cũng xong. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng đoàn kết, cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước và cả nước chung tay đưa đất nước Việt Nam vươn ra biển lớn. Và kính thưa quý vị, phần thi tự giới thiệu của thị ủy Trơn Thành đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc quý vị lãnh đạo thật nhiều sức khỏe và chúc cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.